Bây giờ hai anh em đi đâu nhỉ? Nhà ai? Nhà chị Noa chơi chị em chị Bé. À đúng rồi, ra xem em bác đã ngủ dậy chưa ông bà cô chú ạ. Anh với chị lên quê ngoại chơi, thế là chưa có đã ra nhà em bé chơi được. Hôm nay là nhớ em, anh với chị đang bảo là cho ra nhà em bé chơi nha. À, anh chị ra chơi với em đây. Thế em ngủ hay là em thức rồi? Mẹ đi chơi à? Đang buồn ngủ à? Đang ngủ sớm thế? Hả? Chơi với cháu nữa. Thế à? Ừ. Ôi trời ơi. Chê à, thế rồi em buồn ngủ thì đừng chơi em với cái em ngủ nào. Anh mới chị đừng có chơi em. Nè, em đang buồn ngủ đấy. Nè, ngủ rồi anh mới chị ôm chân ôm tay em á. Rồi anh mới chị ôm chân ôm tay em. Em ngủ một giấc dậy rồi. Đấy, ôi trời thầy, anh em bâu lấy em này. Anh em bâu lấy em này này. À, ôi trời ơi, yêu quá, yêu quá. Liếm cái thuốc ở mồm. nhánh ôi chà, anh mới chị nó ru em. Ôi chà, nó ngất quá cơ. Nhắm mắt đi thôi. Nào, anh không phải đi đâu đấy. Đây con bé này, đi bỏ tay ạ. Trời, em nó bao vào, hai anh em cũng ru em. Ba, đi vào đi để cho con nghe em đi ăn đấy mà. Đâu thế? Đừng cho tay vào. Đầm cái gách nước lên kìa. Đấy, ru xe em ở trong nhà này này. Ôi chà ơi. Bệnh thế em ơi. Ở đó chi lại còn lau cho em nữa, lấy giấy lau cho em nữa, giỏi thế nhỉ. Anh sung quá, úi rồi anh sung quá. Cái chim trong. Ừ. Em đóng bỉm ấy nhỉ, em đóng bỉm đó nhỉ. Ừ. Ôi chà, nó đang cơm mày ta. Úi chà. Được rồi anh. Một khắc cụ này. Để chân lên nhỉ. Cái này nó đâu chờ thế này thế. Con đấy có không ấy? Thì anh cũng ngủ. Ôi trời, yêu chưa? Ôi trời, nó giơ tay. Ôi trời, nó giơ tay lên. Yêu chưa? Ôi trời, yêu chứ. Thôi thôi, yêu rồi. Ngủ nhẹ nhàng em, nhẹ nhàng em. Pip. Ôi. Ôi. Ôi trời, pip pip. Ôi trời, pip pip. Ôi chà, pip pip. Ôi, đi đâu? Đó thì em có quát rồi rồi, em có quát rồi rồi. Thế nhé, con ở đây để con chồng em, để con ngồi quát chị. Ừ. Anh mới chị ngồi vào vạm được chồng em. Ôi chà. Chồng mới ngủ đó. Khoái chưa? Ba thành viên nhíu của gia đình nhà tôi đây. Ba bút măng non nhà tôi đây. Nào, đâu có. Anh với chị thì yêu em lắm cơ ông bà cô chú ơi. Thế nhưng mà ba cháu cứ phải để mắt đến. Không có là yêu quá lại có khi lại cấu em hay là làm những cái động tác mạnh với em. Các cháu con nhỏ chưa nghe thế nào mà yêu em lắm cơ. Nói. Bây giờ là mình cũng đi xuống nhà ngoại cái xem là tình hình nước ngập thế nào để hỏi thăm bố mẹ. Cái không có thì cũng mới hôm nay không có xuống cả nhà thì không biết là cái đường vào nhà mẹ đã tràn nước chưa. Mình đi đến đâu rồi có gì thì mình sẽ cập nhật cho cả nhà cùng biết là cái mực nước hôm nay nó như thế nào mọi người nhá. Mình cũng chia sẻ những năng lượng tích cực đến tất cả mọi người, những clip nho nhỏ vui vui của gia đình nhà mình. Mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ ba bà cháu nhà mình mọi người nha. Cảm ơn tất cả nhà mình. Hôm nay là ngày thứ tư, thứ năm rồi mà nước sông ở quê mình vẫn chưa rút. Vẫn ngập mãi tận trên chân đê đây nè. Ôi nước to quá. Đó, lang thông đát mãi tận bên kia kìa cả nhà. Ngập chìm trong biển nước. Đây là làng Độ Lân của gần với quê hương của mình đây. Này là chưa ngập vào làng cả nhà. Cũng có một số nhà ở cái chỗ góc kia là bị ngập rồi.
Đây có một cái con đường mới người ta mới đánh là đi về Cấn Hữu đây cả nhà. Suối Mã dưới kia là đi về Cấn về Bường. Ôi chà, cả nhà ơi, con đường đi suối Phú Cát đây. Bây giờ là ngập cả hai bên. Nước nhà đòi mãi tận trên. Gần sắp xe đường rồi cả nhà, cả hai bên này. Đó, các cháu bây giờ ra đây tắm xong nhiều chưa? Ôi, nó ngập to quá. Đây là lúa của bà con, cả hai bên này là ngập chìm trong biển nước rồi cả nhà. Coi như là mất trắng rồi. Đó, ngập hết rồi. Kiểu các cháu là ra đây tắm. Có một số gia đình đưa các cháu đến đây để tập bơi này. Cẩn thận, chồng con ăn cẩn thận, không có này. Xa xuống cái hố sâu là mệt lắm đấy. Có một cái gia đình người ta ở ngoài sang trại, bây giờ là nhà ngập chìm trong biển nước rồi kìa cả nhà ơi. Đó, sợ chưa? Nước năm nay thế nào mà lại to thế này? Nơi tắm thì không muốn lên. Còn đây mà xuống nước thì không muốn lên rồi. Dạ, mới lên để nào mà biết cô này. Thế á, mới lên con nhà ai đi. Nhà ai? Lên đây cho con đi ở đây này. Đi ở ngay đây. À thế á. À. Đi ở đây. Cô chắc có biết mới, mới thì biết cô. Đi ở đây, rồi có đá con đi ở lên đấy. Con nhé cháu à? Cái trang trại nhà ai kia mà chim trong nước nhỉ? Trời ơi. Ôi, nước mênh mông này. Đó, các cháu đang tắm mãi dưới cái hồ kìa. Đường vào quê mẹ của nhà mình đây cả nhà ơi. Cái con đường này là nước từ ở bên kia là nó tràn vào cái hồ này, sau đó là nó tràn vào cái đường này cả nhà. Đó, bây giờ là sắp xế rồi đây này. Thế mà trời là đêm hôm qua vẫn mưa. Nếu mà nó cứ mưa tiếp là con đường này sẽ ngập. Mà ngập là nó sẽ cô lấp cái thôn Cổ Hiền, quê ngoại nhà mình đây cả nhà ơi. Nó nhìn nè, nước năm nay to quá, mênh mông bể sở này. Thì ở các cháu ở trên kia thì ở cái đường ngập kia là ra đây tắm rất là đông à. Tắm ở đấy bãi có phẳng không à con? Dạ. Tắm ở đấy bãi có phẳng không? Không xuống à, cháu không xuống à? Xuống đây trên này bãi có phẳng không cơ, để mái để cho cháu xuống đây tắm. Cháu ơi, cái bãi tắm đó có sách không cháu? Mai để cho cháu xuống tắm. Còn sách lắm đâu á. Thế á? Ừ. Sách thì dơ phải chua sầu. Mà chua sầu thì con chỉ còn không tắm được. Ờ. Chúng nói là mới đứng được. Ờ. Đây là cái đường đúng không? Đường bê tông đây. Đường bê tông. Ừ. Giờ mà mua sách thì đi ra ngoài sông. Ờ. Sách ba hố thì hố nó làm sách thì nó sâu lắm. Mình không cho ra ngoài được, đòi cái con đường này mà cho cháu tắm yêu ngấp sâu nhỉ kìa. Đầu làm tên đi ra ngoài cái sông mà. Ờ. Nó đi nó vọng đường dưới này. Ờ. Thế là cái đường kia giờ là ngấp hết rồi đấy. Ngấp hết. À thế à. Để chung tắm được. Ừ. Phải có người lớn kem không có thì ngã xuống hố là chết. Phải có đeo áo phao vào. Đường nó rộng hết. Ờ. Đeo áo phao vào. À, đông người cho cháu rất là tắm quá đây này. Mà nào rồi quen đó. Cho cháu ra tập bơi à? Bây giờ là chạy vịt là chuyển mãi lên tận trên.
Làm san để cho vít. Ồ, xuyên ơi, coi như này vít nhiều chưa. Một sang dại giờ là nước ngập mà ngập mất cái lều vít kìa. Cái nhà cho vít ở cái giờ người ta phải làm lên cái đường này để cho vít trú tròn mấy ngày đây này cả nhà. Đấy. Bên đây nữa. Bên đây thì cho thả vào cái ruộng này quay xung quanh để ngăn vít không cho ra đây này. Không có mà nước sông đây như thế này mà nó đi là nó đi xuống dưới sông nó cũng khó tìm lắm đấy. Mênh mông biển nước luôn nè. Đấy là vịt của chú chân chạy vào đây nè. Đó, ông bà của chú ơi nhìn nè. Bao nhiêu lúa rồi thì nhà cửa bị ngập ở trong nước rồi nhạ. Em mèo nhà tôi là anh cả Huy đi chơi là tháo ngủ. Đó, ngủ như không bao giờ được ngủ đây. Có anh cả ở nhà là nó sẽ trêu, nó nghịch, nó vân trò, thế là không có ngủ được cả nhà, sợ. Hôm nay lại nằm ngủ dưới con hè, một giấc ngủ thật là êm ái, không có ai làm phiền mình cả. Ôi nhìn đáng yêu thế. Từ khi có em mèo đến giờ là các chú chuột chỉ nhắt chuột to chuột bé là bị em mèo sơi hết. Ôi sao ơi. Bữa tối hôm nay là các cháu trên đường đi làm về là có mua đồ ăn sẵn là vịt nướng cả nhà. Hả? Thịt. Thịt gì? Thịt nướng. Thịt vịt nướng. Kìa. Mới chả. Mới chả. Mới chả. Ây chà, con mải về ăn, ông ba con ruộng cháu con mải ăn quá. Hôm nay cháu nó mua vịt nướng, ôi trời ơi, ngon quá. À. Lúc tớ đi xuống thì có vịt nướng chưa chín. Đồ ăn ở trên cái nhà ở cái tủ này thì hết sạch rồi. Những đứa mua đồ. Đang nấu mấy cổ cánh vịt. Vịt nướng. Thế em không ăn vịt nướng ừ. Hỏi ngon quá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nhanh đi. À chà ngon quá, mơ chưa? Bé mơ chưa? Mời ông ba của chú ăn thịt nướng với con. Ơ, bé thì hư quá. Ngon lên thì ngon lắm. Cay đấy. Ăn hơn là gắn gần hết một cái đuôi rồi. Nào kéo ba gắp một con hết một cái đuôi rồi. Ngon chưa? Ngon lắm. Không ăn à? Vít nướng ngon mà không ăn à? Cái gì nhá? Không muốn. Thế ăn. Nào? Xem không? Thế ăn gì? Ủa thịt không ăn, thịt vít nướng không ăn. Giờ con ăn rau luộc.